bạn Nguyễn Thanh Văn Viên có chia sẻ là hỏi là test game và thời lượng on chain trên Redmi K50 luôn đi AD. Xin chào các bạn, đây đang là Redmi K50, mình đã up ROM Elite cho nó rồi và các bạn có thể nhìn thấy ở đây 120fps trong trò Liên Minh Huyền Thoại tốc chiến. Hiện tại thì máy đang chạy phiên bản Elite ROM Lite trên nền MIUI 14 V14.0.23. Mình đã có phiên bản RAM 8 bộ nhớ trong 128GB. Thực tế mình đang cài cái ROM này trên con Redmi K40 dùng rất là ngon. Nghĩa là nó phù hợp với bản thân mình, mặc dù có một vài cái lỗi nhưng mà chấp nhận được. Phần thông báo thì nó sẽ ổn hơn cả trên ROM EU luôn. Mặt trước của điện thoại đang là 35 độ C, mặt sau đang là 34 độ. Đây là tốc độ mạng Wi-Fi hiện tại. Dung lượng pin lúc này là còn 73%. Mình kết nối Wi-Fi để độ sáng khoảng 80 và các kết nối Bluetooth, định vị hay NFC đều bật lên. Như thế này thì sẽ khiến máy mắc pinh nhất. Cái này chỉ thua kém khi mà chơi bằng 4G một chút thôi. Rất mượt mà. Bây giờ thì đang được 120 rồi. Nên đầu tiên thì mình mong là các bạn nếu mà thấy video hay thì hãy like và đăng ký kênh nhé, để ủng hộ mình. Mình chơi hơi gà chút nhưng mà phần FPS thì vẫn đang thẳng tắp được cái mức là 120 này. Cứ nói xong cái tụt xuống 113, mình lại lên rồi. Phải nói sau khi mà mình chơi trên 120 FPS ấy, chơi về 60 là cảm thấy khác biệt liền. Cái phần khung hình nó vẫn đang rất là ổn định các bạn ạ. Nhưng mà bởi vì chơi trên với cái mức FPS 120 ấy, nó phải kiểu nặng gấp rưỡi so với bình thường nên là máy hơi nóng rồi. Đây là khoảng 5 phút khi mà vào trận. Mình đang thấy từ nãy giờ không lag một chút nào luôn, FPS luôn luôn là trên 115 và máy thì hơi nóng một chút thôi. Điều này không tránh khỏi được rồi. Nhưng mà mình đã có test trên con Redmi K40 của mình ở nhà ấy, thì nó chơi không được như thế này đâu với Snap 870. Và vừa xong thì mình thấy là có khựng lag, khung hình nó tụt xuống khoảng 100. Vừa xong xong cho anh hai người thì không sao. Bây giờ là 14 phút, mình sẽ tiến hành đo nhiệt độ nhé. Mặt trước đang nóng nhất là 45 độ. Và mặt sau là khoảng 42. Ra là đi các bạn ạ. Dung lượng pin lúc này còn 66%. Đây là dữ liệu của trận đấu, chúng ta có 117 FPS trong bình này. Và đây là cái biểu đồ cho các bạn dễ quan sát hơn. Thì đến tầm phút thứ 9 nó bắt đầu là mới bị bóp FPS khi mà giao tranh nhiều. Ở đoạn đầu thì khá là ngon bởi vì cái nhiệt độ của nó cũng lúc đấy là khá mát đấy. Nhưng mà sau đó thì nó nóng lên. Tầm phút thứ 9 là bắt đầu có hiện tượng drop xuống 95 là thấp nhất. Trong trận có khoảng 6 lần là bị drop xuống khoảng 9x, còn lại thì đều là ở cái mức từ 100 FPS đổ lên. Đây là phần CPU chỉ chạy 19 và 40% thôi. Pin thì tiêu thụ là 4200mAh trong vòng khoảng 16 phút. Qua video này chúng ta có thể thấy là khả năng chiến game Liên Minh Huyền Thoại tốc chiến trên cái con chip Dimensity 8100 vẫn còn ok. Bạn nào là fan của Liên Minh Huyền Thoại tốc chiến mà sở hữu K50 còn chần chờ gì nữa, không cài ROM Elite nào? Video hướng dẫn mình sẽ để ở trong phần mô tả cho bạn nào quan tâm. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.